chào cả nhà. Chào các bạn. Hiện tại thì gia đình mình đang ở trên xe đó nha. Thì hôm nay thì đại gia đình mình đi xuống dưới Kelowna chơi. Thì trên đường đi thì đại gia đình mình sẽ ghé qua một cái chỗ nào đó, cái hồ để picnic, rồi sau đó đi xuống Kelowna nghỉ qua đêm. Rồi ngày mai tụi mình sẽ về và ghé hái trái cherry. Thì mùa này ở là mùa cherry đó các bạn ha. Nhưng mà nghe nói năm này thì bị thất mùa, tại vì mùa đông vừa rồi nó rất là lạnh. Với lại hồi năm ngoái bị cháy rừng anh hả? Biết có ảnh hưởng không ta? Thì nghe nói nó ảnh hưởng đó, nhưng mà cái mùa đông thì nó ảnh hưởng nhiều hơn. Thì hồi mấy năm trước thì năm nào tụi mình cũng đi hết. Có hồi năm rồi về Việt Nam thì không có đi cả nhà. Thì để xuống dưới mà khoảng 5 tiếng không anh? Khoảng 4 tiếng rưỡi em. Dạ thì xuống đây thì gia đình mình rất là thích luôn cả nhà. Thì tại vì nó phong cảnh rất là đẹp, ấm, lại có mấy cái hồ nước ngọt á, mình có thể tắm. Với lại hái trái cherry, rồi hái trái lê, rồi trái trái táo, rồi cái đào, đủ thứ cả nhà. À, và đặc biệt ở dưới đây người ta trồng nho, người ta làm rượu nho. Rồi sau đó mình có thể đi tham quan những cái chỗ người ta làm rượu nho đó các bạn. Thì rất là, chỗ đó là rất là đẹp. Với thử rượu luôn hả nè? Thử rượu. Với lại trên đường đi là cái phong cảnh, cái quang cảnh đường đi cũng rất là đẹp luôn. Dạ thì bữa nay gia đình mình đi tổng cộng có tới 7 chiếc xe cả nhà. Thì mời các bạn cô chú anh chị theo dõi hành trình của gia đình nông dân nha. Đúng rồi, mời các bạn.